chưa? Tại hôm qua là ông chắc ông đăng cho biết ngày vậy chứ ông không biết chưa, mà bữa ông nói chứ phải là chưa mùng 8 đâu. Cho chiến sĩ tăng ca cưa bơm này. Quá trời. Sáng bao bơm mà bao bơm. Qua nó kêu bơ cưa nè, để từ từ đi. Rồi cả nhà ơi, chia sẻ dùm cho Tiết đi cả nhà ơi. Hello, hello, chia sẻ lên dùm em. Làm lại Thùng Thái tiếp nha. Thùng Thái còn nhiều quá nè, ai mông tấm ở đây. Rồi, đang mặc là quần lửng. Có túi. Trang Sang chị em chuyển khoản tập 22 triệu. Rồi tiếp nhận được rồi, Trang Sang báo vô chút đơn luôn. Mà tổng chứ sao mà chị. Mẹ đem giấy luôn đi để trừ tính tiền cho vậy. Rồi, bộ tiếp mặt 60kg trở lại cả nhà ơi. Rồi, Tiết chào Nguyễn Thị Cẩm Tú, chào Tô Ngọc à, Pyjama, hôm nay chị không có like cô ca rồi. Rồi, à, chào Thấm Lộc. Rồi, cả nhà bộ tiếp mặt nha. 70kg không vừa chị à, Hậu Phạm. Đang mặc không có dài. Rồi, đang mặc không có dài. Rồi, cảm ơn Thu Thảo Nguyễn Thị. Rồi lấy đi cho tí lờ đỏ nha. Nó hơi chịch vào bên đây. Lờ đỏ. À, tí chào Xuân Nguyễn. Rồi 60kg trở lại rồi ghi cho tí lờ xanh. 45kg trở lên, 60kg trở lại 120 cả nha. Cái này là giá Tiết đang bán sale cho cả nhà nha, 120. Là đỏ là xanh, chia sẻ lên thì Tiết mấy chị ơi. Rồi 45kg trở lên và 60kg trở lại. Rồi 120 giá đang sale. Là đỏ là xanh, 45kg trở lên, 60kg trở lại. Rồi là tím 62kg trở lại. Rồi chốt đơn nhìn Tiết lờ tím nha, 62kg trở lại. Mã của mình là lờ tím 62kg trở lại. Rồi lờ tím nha, 62kg trở lại. Rồi lấy thì ghi nhìn Tiết mã của mình là lờ tím. Lờ xanh lờ đỏ. Rồi đây là màu tím, à, lờ tím than nha. Quần sọc này đó nha. Lờ tím than nhìn Tiết nha. Giang lê lờ xanh rồi, ok giang lê lờ xanh. Rồi lờ kia lờ tím, khoảng này lờ tím than cả nha. Rồi 62kg trở, 45kg trở lên, 62kg. Như thủy lờ đỏ bộ tiết mặt. Đây cả nhà ơi, đẹp quá nha. Thùng Thái bao chất vải luôn. Rất là đẹp luôn. Rồi đây, đó sập như thế nè. Rồi chốt cho Tiết. Mã này là lờ tím than nha. Lờ tím than, Trương Thí Hằng lờ tím. Lờ tím là bộ này nha, Trương Thí Hằng ơi. Này lờ tím nè, còn cái này lờ tím than nha. 45kg trở lên, 60kg trở lại. Rồi lờ tím than.
trơn hôm qua sao không thấy gọi chốt hả? Rồi để chú kiểm tra lại. Rồi đưa cái giấy cho chị Hằng. Quần ngố hả chị? Con Ngọc không có quần ngố nha, chỉ có giống như tiết mặt lửng và dài. Sao 7kg không có chị Đặng Mai ơi. Rồi chú chị tiếp lờ đỏ. Cũng làm cái trở lên 60kg trở lại. Mã của mình là lờ đỏ nha. Rồi đây lờ nâu 45kg trở lên, 60kg trở lại. Lờ nâu dùm tiếp nha. Đó, quá đẹp luôn, đủ màu cho mình luôn. Rồi lờ nâu dùm tiếp. Rồi cho tiếp lờ hầm nè cả nhà. 45kg trở lên, 60kg trở lại. Cái này lửng qua đầu gối xíu nha, qua đầu gối xíu. Rồi chốt hình tiết mã của mình là lờ hồng. Quá đẹp luôn á. Đây cho coi người mẫu mặt nè. Rồi lờ hồng nhìn tiếp nha. Hồng này là hồng đất. Đây lờ hồng, lờ lá. Rồi chốt cái bình giữa nè. Để ngồi ta lên không có bình. Quanh nó đang nằm đợi giao nước vậy. Lờ lá nha. 45kg trở lên, 60kg trở lại. Rồi chốt đơn nhìn tiết lờ lá. Rồi chốt đơn nhìn tiết mã của mình là lờ lá nha. Rồi đo trần đúng mã chị ơi. Lờ là lửng vậy. Rồi ghi đúng mã nhìn tiết mấy chị ơi. Rồi tiếp tục lại nha mấy màu nha. Trang sen lấy lờ nâu với lờ hồng. Ok trang sen. Đây là lờ nâu nè. Rồi trang sen lấy lờ nâu với lờ hồng. Rồi bộ mặt hết nha. Rồi ghi đúng mã giùm tiếp Ngọc Thùy ơi. Đây lờ đỏ. Lờ đỏ, lờ hồng, lờ tím than. Lờ là lửng nha mấy chị. 46kg không có phút hả. Một size như tiếp ăn mà 40kg trở lên, 60kg trở lại. Cái này không có size mấy chị nha. Rồi tiếp là 51kg ra mặt mà là size 45kg trở lên và 60kg trở lại. Có nghĩa là dành cho những chị trong số ký đó. Và chiều cao thấp cao nữa. Tùy theo chiều cao nữa mấy chị. Chứ không có size chính xác nha. Mình mua đồ may sẵn không có size chính xác đâu mấy chị ơi. Rồi không có tra size chính xác nha. Rồi bây giờ qua lờ hồng chỉ tiếp mặt. 45kg trở lên, 60kg trở lại. Rồi ghi dùm tiếp. Mã của mình lờ hồng. Lờ hồng dùm tiếp. Lờ hồng. Rồi chốt đơn cho tiếp nè. Quá đẹp. Rồi đây lờ vàng ở phía sau lưng nha. 65kg cho lại. Mã của mình là lờ vàng. Lờ vàng này hình như là cái quần này khác màu. Rồi lờ sáng. Ôi sao vậy, bị dơ nữa rồi. Đẹp quá mà dơ rồi. Hoa nguyên lờ hồng rồi. Ok khách. Hoa nguyên lờ hồng. Rồi tím than. Rồi lờ lá là cái mẫu này. Rồi lờ vàng nha. Lờ vàng kiểu tiếp mặt nè. 45kg trở lên, 60kg trở lại. Lờ vàng. Rồi lấy thì ghi dùm tiết nha. Đây giống như tiết mặt. Rồi trang sen lờ vàng. Ok trang sen. Rồi lờ trắng cả nhà ơi. Rồi 45kg trở lên, 65kg trở lại. Lờ trắng dùm tiết nha. Rồi chốt đơn tiết lờ trắng. Lờ vàng tiết chốt rồi cả nhà. Lờ trắng, lờ trắng, lờ xám bị lỗi. Đây
L vàng bơ. Cái này ghi dùm tí L vàng bơ nha. 45kg cho lên 60kg cho lên. L xám bị dính vô rồi cả nhà ơi. L vàng bơ dùm tí nha, L vàng bơ. L vàng bơ nha. 45kg cho lên 60kg cho lên. Rồi đây L đen 65kg cho lên. Rồi ghi dùm tiếp L đen nè 65kg cho lên. Rồi chốt dùm tiếp L đen L trắng cho Phạm Đông Đông. Rồi chị Phạm Đông Đông có L trắng, L vàng bơ L đen. Vàng bơ này 60kg cho lên. Ai cả nhà ở sao ra rô vậy luôn. Rồi chốt đơn dùm tiếp nha. Mã của mình L vàng bơ. Rồi L đen 65kg trở lại dùm tiếp nè. 45kg trở lên, 65kg trở lên. Rồi chốt đơn tiếp nha. Ai, L đen. Rồi Như Thủy có 1 bộ 1 nha. 1 bộ 1. L đen Phạm Đông Đông. Rồi đây cái này nhỏ. Ghi cho tiếp L xanh nhỏ 55kg cho lại. L xanh nhỏ 55kg cho lại. Dạ xin chào Phương Nguyên. L xanh nhỏ 55kg cho lại. Rồi 45kg cho lên, 45kg cho lên, 55kg cho lại. L xanh nhỏ. Rồi ghi dùm tiếp L xanh nhỏ, L vàng bơ. Tiếp chị chốt đúng mã rồi nha mấy chị nha. Có hơi lộn đồn. Rồi Thanh Thảo L xanh nhỏ. Rồi còn L vàng bơ. Rồi L da 55kg trở lên, 40kg trở lên, 55kg trở lên. Chốt đơn L da. Hàng này của Quỳnh Anh luôn cả nhà. L da nha, 40kg trở lên, 55kg trở lên. L da. Rồi L bi 62kg trở lại. Rồi chốt đơn nhìn tiếp L bi 62kg trở lại. L bi 62kg trở lại. L bi 62kg trở lại. Rồi chốt đơn L lá nha 60kg trở lại. Rồi chốt đơn L lá 60kg trở lại. L lá. Rồi L đỏ luôn 60kg trở lại cả nhà. Mã của mình L đỏ nha. L da Trần Thanh Châu 55kg trở lại. Rồi đây L đỏ. L vàng bơ Nguyễn Bé. L bi Như Thủy. Đó là ai nhau rồi. Chỉ nó là L. Rồi L lá 60kg cho là 45kg cho là 60kg cho là nhìn tiếp nha. L là lửng. L là lửng. Giờ là dài. Rồi L đỏ. L là lửng. L đỏ. Rồi ghi chế L xanh. L là lửng. L xanh nhìn tiếp nha. 45kg trở lên. Rồi 63kg trở lại. Rồi ghi nhìn tiếp mã của mình là L xanh. L xanh. Rồi L da luôn. L da chữ áo chữ hết toàn bộ. 45kg trở lên, 63kg trở lại. Rồi ghi dùm tiếp nha. Lửng da luôn đi để mấy chị cứ hỏi L là sai hoài. Lửng da nha.
dài lẫn lạ chữ. Rồi thanh tuyết lẫn da chữ. Coca, sô-cô-la thấy khắp. Rồi lẫn xanh, lẫn da chữ, lẫn đỏ chữ. 45 ký trở lên sau 3 ký trở lên. Rồi 45 ký trở lên sau 3 ký trở lên tiếp nha. Rồi lẫn đỏ chữ. Rồi lẫn tím 65 ký trở lên. Rồi bao giờ chốt đơn? Từ đây tới chiều á, Bảo Bảo Lê. Rồi chị Phương Tuyền khách mới đặt trên 5 bộ, chị cọc giùm tiếp chị ơi. Hồi sáng mình đã 5 bộ. Thưa ơi, Phúc Hạnh điện không nghe máy sáng giờ nha, 3-4 cuộc rồi đó. Mà mới bấm giấy vô là nói là không ai điện chốt nè. Rồi chị Phúc Hạnh nè, bên tiết gọi nhiều cuộc không nghe máy. Lờ tím với Kim Châu. Rồi sô-cô-la nhớ đúng mã hết rồi. Phúc Hạnh mới vừa lên nói là không ai chốt, sáng giờ bên tiết gọi mấy cuộc không nghe máy, không nghe xả đơn hàng nha. Rồi đúng mã giùm em nha. Lờ đỏ. Lờ đỏ chữ. Lờ đỏ chữ, lờ đỏ chữ, đúng mã giùm em là lờ đỏ chữ. Rồi chị Trang Trần ơi, bên em đã gọi chốt rồi là hàng đi rồi không dồn được nha chị. Lờ đỏ chữ cho Phương Nguyên. Mấy chị lưu ý khi bên em gọi là hàng bên em đã gói hết rồi, không có dồn hàng được nha. Kiều Phương khách mới đặt hàng dành số điện thoại một dòng nhìn tiếp hết ơi. Đọc lại nha, lờ da chữ, lờ xanh chữ. Rồi, quần dài không có hoa lê, không có quần dài. Ý là chưa có like tới quần dài. Rồi đây, ghi cho Tiết lời da phối. Rồi Tiết nhận tiền được rồi, Ngọc Thúy, Tiết có báo mình chút đơn nè. Có báo kìa. Rồi chút đơn nhìn Tiết nha. Lời da chữ trang sen, ok trang sen. Lời da chữ trang sen. Cái này lời da phối là phối quần đen. 65 ký cho là. Rồi chốt đơn nhìn Tiết. Phạm Đông Đông một bộ bên Tiết không có gọi chị. 78 chi tiết không có phong lan lờ da phối cho sô-cô-la. Một bộ bên Tiết không có gọi cả nhà, bên Tiết chỉ gọi hai bộ trở lên. Rồi được nha Linh Trần ơi. Được nha. Da chữ hết rồi mấy chị. Da chữ chốt rồi nha. Rồi ghi cho Tiết lờ ngọc 65 ký trở lại. Màu xanh ngọc. Lờ ngọc 45 ký trở lên 65 ký trở lại. Rồi cảm ơn Phan Duyên. Lờ ngọc 65 ký trở lại nhìn Tiết nha. Lờ ngọc. Đây cái này nhỏ nha. Quỳnh Anh là form này là form nhỏ nè. 55 ký trở lại. Ghi chi tiết là lờ hồng nhỏ. Lờ ngọc cho Thanh Tuyết. Rồi Ngọc Thùy đi đơn. Rồi ok chị. Rồi ghi cho Tiết lờ hồng nhỏ 55 ký trở lại, 40 ký trở lên. Rồi lờ hồng nhỏ. Rồi Kim Châu lờ hồng nhỏ. Lời da bò này cũng nhỏ nha, 55 ký cho là. Rồi ghi cho Tiết lời da bò nè. Nó form này form nhỏ. 55 ký cho là. Rồi ghi dùm Tiết lời da bò. 55 ký cho là lời da bò. Chị Quanh Nguyễn bên Tiết có loại không chị? Có loại chốt đơn không chị? Rồi lờ đen này 62 ký cho lại cả nhà, lờ đen. Rồi hồng nhỏ chị chốt rồi Thanh Trần ơi.
Rồi lờ da bò sô-cô-la. Sô-cô-la nãy mình đặt size to, còn này hơi nhỏ nha. Cái này 55kg trở lại thôi. Rồi lờ đen 62kg trở lại. Rồi lờ đen nhìn tiếp lờ là lửng đó cả nhà ơi. Tại vì tiếp sẽ lai lửng và dài cho nên tiếp đọc mã cho nó đúng là đúng ra đọc lửng, cho mấy chị ghi lửng thì sẽ ghi mất thời gian hơn, cho nên tiếp đọc gì cho gọn ha. Rồi lửng đen, lửng ngọc. Rồi bộ mặt hết rồi chị. Ngọc Thí lấy size 55kg rồi, đợi tiếp có rồi tiếp tiếp dơ lên cho Thí nha. Rồi đơn hồi sáng bên tiếp bây giờ mới bắt đầu soạn chốt mấy chị ơi. Rồi lờ đen Quý Dung Nguyễn. Rồi vậy là hồi trong Tết giao không kịp với chị Quanh Nguyễn, chắc là ra Tết giao thông cảm gì cho tiếp nha. Tại vì bên giao hàng giao không kịp với chị. Rồi ghi cho tiếp là lờ xanh ngọc. Cái này 63kg cho lại mặc được. Lờ xanh ngọc dùm tiếp. Lờ xanh ngọc. Rồi lờ đỏ nhỏ này 52kg trở lại, 40kg trở lên 52kg trở lại. Lờ đỏ nhỏ này nó nhỏ nha, 40kg trở lên 52kg trở lại. Rồi lờ chữ lờ của chữ lửng. Đen em mới về chốt rồi chị. Rồi lửng ngọc cho Trang Quách, lờ đỏ nhỏ cho Kim Châu. Rồi ok khách. Rồi mã này chốt như là xanh nhạt nha, 65kg trở lại, 45kg trở lên, 65kg trở lại. Rồi ghi nhìn tiếp. Lò là lửng da, lửng xanh nhạt nè. Đây, lửng xanh nhạt. Lửng xanh nhạt. Lửng xanh nhạt, rồi Trang Sen nó lửng xanh nhạt. Rồi lửng đỏ này 65kg trở lại luôn, lửng đỏ nha, 65kg cho lửng đỏ. Rồi da chữ đã hói là chị Nguyễn Bé ha. Rồi lửng đỏ thì tiếp nha, da chữ tiếp hói rồi chị. Rồi lửng tím luôn 65kg cho lại cả nhà. Lửng tím thì tiếp nha, 65kg cho lại. Rồi lửng đỏ cho Quỳnh Quỳnh Thang Quỳnh. Lửng Quanh ơi, giao nước Quanh ơi. Lửng tím Trang Sen, ra cửa sổ kêu Quanh. Lửng tím cho Trang Sen. Rồi lửng xanh bơ 65kg cho là lửng xanh bơ. Rồi 65kg cho là cái này là Quỳnh Anh nè. Cả nhà Quỳnh Anh thì tí còn lộn xộn vài bộ vô ha. Bộ này là 65kg cho lại nha. Cái này là Quỳnh Anh này ghi sai đại nè. Rồi ghi em biết lửng xanh bơ 65kg cho lại. Rồi lửng xanh bơ thì tiếp nha, 65kg cho lại. Rồi chốt đơn tiếp lửng xanh bơ 65kg cho lại dùm tiếp nha. Xanh bơ. Bây giờ có quần dài đợi xíu nha, để like quần lửng xíu ha. Rồi Ngọc Thúy, Ngọc Thúy nãy lấy 10 bộ nhỏ nè. Rồi để tiếp lấy cho Ngọc Thúy nha. Ngọc Thúy ơi, của bạn nè. Không được tên, không có. Rồi lửng xanh bơ như thủy. Ngọc Thúy ơi, tiếp lấy 10 bộ nhỏ cho là một bộ nè. Bây giờ nhỏ thì nó có ít nha. Rồi bộ này cho bạn nè. Nhỏ thì ít lắm, mà có cái nào thì tiếp sẽ đọc cái đó cho mình nha. Biết sao hàng Quỳnh Anh là bữa giờ bán hết hàng. Rồi lấy cho Ngọc Thúy bộ này ha, rồi lát có tiếp lấy nữa nha. Rồi Ngọc Thúy lật cái bộ. Rồi lửng dương này 65kg cho lại cả nhà. Rồi lửng dương 65kg cho lại.
Rồi Yến Vy chị ơi, khách mới mã dành số điện thoại dùm Tiết nha chị. Lửng Dương dùm Tiết là 65 ký cho Lửng Dương. Rồi đi dùm Tiết Lửng Phối 60 ký cho là. Rồi Trang Sen lấy Lửng Dương. Rồi đi cho Tiết Lửng Phối nha. Ai phối màu 60 ký cho là. Rồi mã của mình là Lửng Phối. Rồi Lửng Sen luôn. 45 ký trở lên, 65 ký trở lên. Rồi Lửng Sen nhìn tiếp nha, Lửng Sen. Rồi kiểu giống tiếp mặt. Lửng Dương 2. Lửng Dương 2 nha, 60 ký trở lại. Rồi giống như tiếp mặt, kiểu tiếp mặt Lửng Dương 2 60 ký trở lại. Ai hàng Quỳnh Anh nè. Rồi Ngọc Thúy ơi, Tiết lấy cho mình bộ lính này được không? Cái này size nhỏ nè. Đó, hàng Quỳnh Anh là Tiết còn size nhỏ nè. Đào Kiên Lửng Phối nè, Trăng Quách Lửng Dương 2. Lửng Dương 2 nè. Lửng Phối nè. Rồi Lửng Sen nha. Rồi dập ly không có like chị, hết hàng rồi chị ơi. Rồi Ngọc Thúy lấy bộ này cho bạn nha. Hai bộ nè, bạn lấy 10 bộ thì lấy cho bạn nè đây. Size nhỏ. Rồi đây Ngọc Thúy nha. Đây cái này size nhỏ, hàng của Quỳnh Anh luôn nha. Rồi ok Ngọc Thúy nè, 3 bộ nè. Rồi chốt cho Ngọc Thúy. Hay này nhỏ cho nên là biết chốt cho bạn. Rồi Ngọc Thúy 3 bộ ha. Rồi cái này cũng đẹp luôn nha. 4 bộ nè. 45 cho đến 55 ký nha Ngọc Thúy nè. Hàng đẹp lắm, hàng của Châu Sa nè. Rồi 4 bộ nè. Rồi đây phối luôn nè. Rồi 4 bộ Ngọc Thúy 4 bộ. Rồi bộ này phối cho Ngọc Thúy luôn nè. Rồi 5 bộ ha, của Ngọc Thúy 5 bộ nè. Rồi cái này to. Rồi 5 bộ rồi, để lấy Tiết lấy thêm 5 bộ nữa nha. Đây 1 bộ nữa nè. Lấy hàng Quỳnh Anh cho Ngọc Thúy luôn. À đẹp chưa. Rồi bộ này nữa là mình được 6 bộ nha. 6 bộ 45 đến 55 ký. 6 bộ. Rồi đây có luôn này, chốt cho đủ luôn. Rồi Ngọc Thúy được 6 bộ. Rồi đang bộ nữa nè, Quỳnh Anh nè. Đó đẹp lắm. Quỳnh Anh này Tiết có 45 đến 55 ký. 6 bộ. Cái này là 7 bộ. 7 bộ nha. Rồi Ánh Siêu bộ. Rồi được 7 bộ. Rồi đợi xíu nha. Lát có lấy thêm Lửng Tím cho Trang Sang. Để dơ cho Trang Sang coi cái bộ Lửng Tím nha. Rồi Lửng Tím này 65 ký cho lại nha Trang Sang nha. Đây. Rồi Lửng Tím cho Trang Sang nè. 65 ký cho lại. Rồi Lửng Dương. Lửng Dương này 60 ký cho lại. 60, 62 ký cho lại Lửng Dương nha. 62 ký cho lại. Rồi Lửng Dương 62 ký cho lại tí. Rồi chốt luôn Lửng Đỏ 65 ký cho lại. Lửng Đỏ. Rồi 65 ký cho lại. Chốt đơn tiếp Lửng Đỏ nha, 65 ký cho lại. Rồi Lửng Sen chuột 65 ký cho là. Rồi Lửng Dương chốt cho Quý Dung Nguyễn. Lửng Đỏ chốt cho Trang Sen. Lửng Đen không có chị, cái này là sen chuột màu hồng sen. Lửng Sen chuột hạ hình con chuột Mickey. Rồi chốt đơn với Lửng Sen chuột nha. 65 ký cho là dùm Tiết Lửng Sen chuột. Rồi đây bộ nhỏ nè, bộ nhỏ cho Ngọc Thúy nè. Rồi Lửng Sen chuột Quỳnh Thăng Quỳnh.
Quỳnh than Quỳnh lẫn sen chuột. Hầu như Thủy đã hàng lên số điện thoại, hầu như Thủy quần dài chưa có lên luôn á, dài ít mẫu. Rồi lấy cho Ngọc Thúy bộ này nè, 45kg trở lên, 55kg trở lại, hàng của Quỳnh Anh luôn. Rồi đây Ngọc Thúy là được 8 bộ nè. Rồi đây bộ này 45kg trở lên, 55kg trở lại. Rồi 9 bộ luôn nha, thiêu nào quá đẹp luôn. Rồi Ngọc Thúy được 9 bộ. Rồi bây giờ 65kg này đó nha. Rồi chốt lên cho tiếp lửng gấu nha, 65kg cho là mẹ con gấu ha. Rồi chốt đơn tiếp lửng gấu nè. Khoan coi cái quần nó dính gì vậy. Ở cái quần đen bị dính rồi cả nhà ơi, không biết nha. Mày giặt ra không ta. Bộ này đẹp quá mà quần dơ rồi dính nha gì? Biết dính gì nữa, thôi bỏ ra. Đây bộ này đẹp 65kg chưa. Rồi lửng đỏ đen nhìn tí 65kg chưa. Rồi lửng đỏ đen 65kg chưa nhìn tí. 45kg trở lên 65kg chưa. Bộ này đẹp nha cả nhà. Lửng đỏ đen 65kg chưa nhìn tí. Rồi quần lửng xem 120 về, dài xem 130 và tí có ghi bên dưới mấy chị. Rồi lửng xanh sọc 65kg chưa. Rồi chốt đơn cho em đi mấy chị đặt đi mấy chị ơi. Lửng gấu nó bị lỗi Quỳnh vô mấy chị đặt mã giùm em nha. Rồi Yến Trang lửng đỏ đen rồi ok nè, lửng sọc cho Trang xem. Đó em đọc mã mình đặt theo mã em đọc mấy chị. 9 bộ phải không? Rồi ghi cho tí lửng xanh sọc 60kg cho lại. Rồi lửng xanh sọc 60kg cho lại. Lửng xanh sọc. Rồi lửng da bò 62kg cho lại. Rồi lửng da bò dùm tí nha, 62kg cho lại. Má của mình lửng da bò. Ở đen chốt rồi cả nhà. Ở đen chốt rồi. Rồi lửng hồng 65kg cho lại. Quá đẹp luôn. Rồi ghi dùm tiết lửng hồng nè. Lửng xanh sọc cho Ngọc Thúy nè, ok bạn nè. Lửng da bò cho Trang Sen. Ở đây cứ nói là su su. Coi kỹ đi, Phương coi đi. Rồi lửng hồng này 65kg chờ. Xanh sọc tiết hóa là Quỳnh Thị Muội. Ghi cho tiết lửng hồng. Hình quá, hình quá. Rồi lửng sen chữ 62 cái chưa. Đẹp quá cả nhà ơi, quần chữ nè. Rồi lửng hồng và lửng sen chữ giùm tiếp nha, sen chữ nè. Rồi quần dài chưa có like, quần dài chưa like tới mấy chị ơi. Tay quần lửng trước. Tay cục này là màu. Rồi lửng chữ cho Ngọc Thúy. Ok bạn nè. Dài đợi tí xíu nha. Tại vì dài nó không có nhiều kiểu à. Còn quần lửng này mình nhiều kiểu mà. Nó làm nhiều rồi tiết like cho mấy chị chọn. Rồi không có Nguyễn Thị Thúy. Lê Thị Thu Nguyệt. Chị ơi à, em có đọc tên không chị? Chị đặt trên like em có đọc tên không? Hai bộ trở lên bên em mới gọi chốt nha chị. Rồi đây cả nhà đơn giản thôi nha. Thiêu nha. Lửng hồng cho Quách Điệp. Rồi ok Quách Điệp lửng hồng. Rồi lửng cam 45kg trở lên, 65kg trở lại. Rồi ghi dùm tiết mã là lửng cam thiêu áo thiêu quần nha. Rồi Nguyễn Hương khách mới mã thèm số điện thoại dùm em nha chị. Lửng đỏ, lửng tím, lửng xám, lửng lá, lửng da, hồng da, lửng cam, hồng da, lửng vàng. Rồi chứ có đủ màu cho mình luôn. Rồi chứ có đủ màu nha. Rồi chút đúng mã kèm số điện thoại chưa mua hàng mình tiếp kèm số mình tiếp mấy chị ơi.
Mình đi gọi chút đơn á, cho nên là kèm số lên một tí nha. Rồi, đây lửng vàng. Rồi, lửng vàng nha. 45 ký trở lên, 65 ký trở lên. Chốt đơn một tí lửng vàng. Bộ lửng bò là bộ nào ta? Em có đọc lửng bò hả? Bò hết rồi á, hết rồi nha. Rồi, lửng cam. Rồi, Nguyễn Úc lửng cam rồi, ok nè. 45 ký trở lên, 65 ký trở lại. Đây, lửng hồng da. Rồi, một size 145 ký trở lên, 65 ký trở. Đây là màu hồng da nha cả nhà, lửng hồng da. Rồi, Trần Hương lửng da và lửng cam rồi, ok chị Trần Hương lửng da với lửng cam. À, lửng lá Thanh Trần rồi, ok Thanh Trần lửng hóa. Rồi, vẫn còn lửng da nha cả nhà, lửng da, lửng đỏ nè. Đô nha, 45 ký trở lên, 65 ký trở lên. Rồi lửng xám hộp liên lê. Rồi xám. Rồi lửng đỏ. Lửng vàng cho Nguyễn Hương. Rồi ok chị. Lửng vàng Nguyễn Hương. Rồi tiếp hồng lửng đỏ, lửng da, lửng tím, 3 màu. 45 ký trở lên, 65 ký trở lên. Đây màu tím. Chỉnh hồng da Nguyễn Úc. Rồi ok Nguyễn Úc. Bộ mặt hết là Mai Dương 60kg trở lại chị. Mà còn màu đỏ với màu lá. Đây lửng tím màu tím cà thiêu ngay chỗ đây. Rồi chốt giùm em nha. Rồi mã của mình lửng tím, lửng đỏ. Chị Lê Thị Thu Nguyệt. À, nói chung hàng bên em á, mà hai bộ trở lên á, em có đọc tên là gọi chốt hết rồi đó chị. Gọi chốt hết rồi nha chị. Không đổi chị Trần Hương ơi, không đổi nha chị ơi. Rồi Linh Nguyên Bình Thuận không nhận hàng, không bán chị ơi. Giao hàng không nhận, không bán lại chị. Rồi lửng tím, ok chốt cho chị Nguyễn Úc lửng tím. Quá nguy hiểm. Mấy chế bơm hàng em không có bán nữa nha. Rồi chốt đơn giùm em lửng đỏ gấu. 62, 63 cái lửng đỏ gấu. 62 cái trở lại giùm em nha, lửng đỏ gấu. Rồi chỗ em lửng hồng 65 cái trở lại. Rồi thiêu ở dưới này mấy chị. Rồi trang sen lửng đỏ gấu. Rồi chốt đơn giùm em lửng hồng. Hồng này đẹp nha. 62, 63 cái trở lại mình mặc được. Nói chung là cái này thun nó giãn mạnh, cho nên là em đọc 63, nhưng mà chị nào 65 cái gọn người mặc được luôn. Rồi lửng hồng giùm em nha. Thiêu chữ áo, thiêu chữ quần lửng hồng. Rồi có bộ này nhỏ. Rồi lửng vàng nhỏ. Rồi 55, 57 cái trở lại lửng vàng nhỏ. Quỳnh Dung lửng hồng. Rồi ok Quỳnh Dung. Rồi đây lửng vàng nhỏ giùm em nha. Rồi lửng vàng nhỏ giùm em. Rồi Trương Thị Lý. Chị ơi em có đăng giá ở dưới đó chị. Thì em có lửng vàng, vàng nhỏ nha thì em ơi. 55, 57 chứ nha. Rồi lửng da nè cả nhà, 65 chứ cho lại. Đây thiêu ở sau lưng ở trước cổ tiên. 45 ký trở lên, 65 ký trở lại.
Rồi ghi dùm tiếng lửng da cả nhà ơi, lửng da nha, 65 cái cho là lửng da. Rồi lửng xanh luôn, 65 cái cho là lửng xanh. 65 cái cho là lửng da, quỳnh than quỳnh, lửng da. Thấy em đọc ghê chưa? Lửng ra mà em đọc ra lửng da luôn. Rồi ok chị, lửng da, lửng xanh da trang sen. Rồi bộ này nhỏ nè mấy chị, 55 cái cho lại nha. Mày biết có hai bộ. Rồi lửng chuột nhỏ nha, 55 cái cho lại. 40 cái trở lên 55 cái cho lại. Lửng chuột nhỏ nha, 40 cái trở lên 55 cái cho lại. Rồi ghi cho tiếp lửng chuột nhỏ. Có hai bộ. Lửng chuột nhỏ thì mình tiếp nha, hai bộ. 45 cái trở lên 55 cái trở lại. Đó, cái này là nhỏ. Rồi lửng đen nhỏ luôn, 45 cái trở lên 55 cái trở lại. Rồi lửng chuột nhỏ. Rồi mong manh ơi, ghi mã lửng vô chị ơi, đúng mã giùm đi chị. Lửng chuột nhỏ, lửng đen nhỏ và lửng da nhỏ. 45 cái trở lên 55 cái trở lại. Rồi chốt đơn giùm em nha. Quỳnh Niệm Muội lửng chuột nhỏ. Rồi ok chị, 40 cái trở lên 55 cái trở lại. Thanh Trần có lửng chuột nhỏ. Rồi tiếp còn lửng đen nhỏ và lửng da nhỏ nha, 40 cái trở lên 55 cái trở lại. Đen bỏ đi cho đúng 10 rồi. Hôm nãy giờ có đặt mà. Nãy em nói 10 bộ. Để lấy cái kiếm Quỳnh Anh chứ bỏ vô. Rồi chị Minh Nguyệt ơi, thấy nguyên bên em không có giao hàng được chị ơi. Lửng da nhỏ, trang sen. Rồi bây giờ tiếp còn lửng đen nhỏ nha mấy chị, lửng đen nhỏ. 40 cái trở lên 55 cái trời. Rồi lửng đen nhỏ em tiếp nha, lửng đen nhỏ. Rồi đây lửng đỏ này, 65 cái trời. Lửng đỏ nha, 65 cái cho là. Rồi ghi giùm tiếng lửng đỏ 65 cái cho. À, xin chào Hương Huệ. Rồi Nguyễn Bé lửng đen nhỏ. Rồi chốt đơn giùm em nha, lửng đỏ 65 cái cho lại, lửng cam 65 cái cho lại. Mấy chế ơi, em có ghi giá bên dưới rồi mấy chế ơi. Đọc ghim giùm em mấy chế ơi. Rồi lửng đỏ nha, lửng đỏ cho trang sen 65 ký trở lại. Rồi em có lửng cam 65 ký trở lại giùm em. Lửng cam, lửng cam giùm em nha, thiêu chuẩn luôn nè mấy chị. Rồi 65 ký trở lại giùm em. Ủa xì tiên biết bị ghiền á Phương. Rồi ok Thanh Trần, hôm qua là chị nhận được 85.000 lửng cam cho Quỳnh Dung. Ngày nào cũng muốn xì tin nè, để cho nó tin ra đó mấy chị. Muốn xì tin cho tin ra đó. Đây, cái cục này là nhỏ nè. Đây, để lấy cho Ngọc Thí bộ nè. 40 kg trở lên 55 kg trở lại. Báo vô chốt đơn ken ken chuyển khoảng 4,5 triệu. Ken ken chuyển khoảng 4,5 triệu. Đây cái cục này là nhỏ hết, toàn bộ đủ màu cho mình nha. Đây em coi kỹ lại nha. À cái này không có nhỏ lắm đâu mấy chế. Cái này 60 kg trở lại á. Rồi đây mới chơi 45 kg cho lên 60 kg cho lại nha. À khoan em coi kỹ rồi coi, không phải nhỏ, em tưởng cái bộ kia. 45 kg trở lên. Rồi 62 kg cho lại. Rồi ghi cho em lửng đen nha, đủ màu luôn nè. 45 kg trở lên, 45 kg trở lên, 62 kg là lửng đen, rồi lửng hồng, đủ màu ha. Rồi lửng ngọc.
rồi lửng cam, lửng vàng, lửng hồng sen, rồi lửng lá, lửng đỏ. Đó, em đủ màu lửng tím. Rồi lửng cam mấy chị. 45 chứ chưa lên 62 chứ ạ. Rồi chốt giùm em mã em đang like nha. Linh Trần lửng tím. 45 chứ chưa lên 62 chứ cho ạ. Rồi tím tiếp hết nha, có một bộ tím nè. Một bộ tím nè. Ai lửng cam, lửng hồng sen Quỳnh Dung, lửng đen Thu Trang. Rồi em hết đen rồi, chị Nguyễn Tiền ơi. Hồng sen, lửng ngọc Phạm Phấn, lửng ngọc. Màu ngọc này chị, màu ngọc nha. Rồi em lửng cam, lửng lá, lửng đỏ. Đây cả nhà. Rồi đây một cam nha mấy chị. Rồi ghi em lửng cam, lửng ngọc em hết nha. À, em còn lửng lá. Em còn lửng lá. Chị Minh Nguyệt ơi, Thái Nguyên em không có giao hàng được chị ơi. Lửng cam cho Yến Trang. Rồi Quỳnh Dung đi đơn khỏi gỗ, ok Quỳnh Dung. Rồi lửng lá em tiếp nha, lửng lá. 45 ký trở lên 62 ký chưa ạ. Lửng lá, lửng đỏ. Đẹp luôn, lửng đỏ nha. Mai Nguyễn lửng lá. Rồi tiếp còn lửng đỏ, lửng vàng, lửng hồng. Rồi lửng vàng, lửng hồng, lửng cam. 4 màu, còn 4 màu. Mai lửng vàng này đó nha. 45 ký trở lên 65 ký, 62 ký trở lại. Lửng vàng. Rồi hết rồi chị Hồng Liên Hà ơi, lửng đỏ Trang Quách. Thiết chế em hết rồi. Rồi lửng cam, lửng hồng. Thu Trang dùng đơn sáng ok chị. Rồi đây lửng hồng. Lửng lá, lửng đỏ em hết rồi cả nhà. Em còn lửng hồng, lửng cam, lửng vàng. Rồi em còn lửng hồng, lửng cam, lửng vàng nha. 45 ký trở lên 62 ký trở. Rồi ghi giùm em nha. Rồi qua quần dài ha, qua quần dài ít nha mấy chị nha. Dài thì ít mẫu hơn quần lửng. Lửng cam, lửng vàng, lửng hồng, 3 màu. Rồi, tôi Nguyễn lửng hồng. Rồi ok chị, em còn lửng vàng lửng cam, em qua dài cho mình nha. Rồi nghe em đọc số ký, mấy chị ghi chùm em mã dài nha, dài cam nè, dài 130. Rồi Mai Nguyễn có một bộ một gửi luôn phải chị. Chị mới có một bộ á chị yêu ơi. Rồi chị nhận được rồi, Thanh Trần 255.000 chị nhận được tiền rồi nha em. Dài cam 55 kg cho lại. Rồi chốt đơn biết dài cam 55 kg chứ là quá đẹp luôn nè. Đây bộ này đẹp. Lợi Nhĩ có lửng vàng chế thôi, lửng hồng em hết rồi nha. Em hết lửng lửng hồng rồi. Dài cam Ngọc Dung nè, dài cam 130. Rồi đây. Ok Mai Nguyễn. Rồi cuối like đơn mình cứ ghi vậy cho dễ nha. Rồi Mai Nguyễn cứ ghi là cuối like đơn được. Đây dài lá rồi đẹp quá. Dài lá này của Quỳnh Anh. Coi kỹ lại cái nha, rồi đúng rồi. Rồi dài lá của Quỳnh Anh nè. Áo loan màu, quần không có loan màu nha. Dài lá trang sen dài là 130. Đây. Rồi dài xanh đen 65 kg trở lại. Quần đen áo xanh đen. Ở phía dưới nó có thiêu chữ. Dài cam hết rồi nha Quỳnh Thị Muội ơi. À dài xanh đen này cả nhà 65 ký chưa? 45 ký chưa lên 65 ký. Rồi hai bộ này đẹp.
Rồi lửng phơm nhỏ tiếng lai rồi đó. Rồi đây dài phối một tiếng luôn. 62 cái chứ. Dài xanh đen và thanh tuyết. Ai dài phối này đẹp chưa, 60 kg trở lại nha, dài phối. Rồi, bộ xanh chưa chốt không? Xanh nào? Dài lá. Dài lá trang sen. Nguyễn Đông dài phối. Dài tím phối ra nhà, dài tím phối. Rồi mã của mình dài tím phối 60 kg nha bạn. Mã của mình dài tím phối. Rồi dài da 65 kg cho bạn. Dài da 65 kg cho bạn. Rồi 5 bộ cọc 100.000 cho 5 bộ cọc 200.000 giùm tiếp nha. Dài da 65 kg giờ là dài tím phối. Rồi trang quách dài tím phối thôi Nguyễn dài da rồi ok hai tình yêu này. Rồi chốt đơn cho tím là dài vàng đi. Cái này loan màu nha, 62 kg cho bạn. Rồi chốt đơn tiếp dài vàng nè, cái này loan màu. Rồi ok chị. Chị Trần Mỹ, chị cọc đi chị 200k rồi chốt đơn nha chị. Rồi lên like chậm nha chị ơi. Rồi ghi cho tiếp dài vàng. Vàng này loan màu ha. Rồi dài cam chuột. Rồi loan màu giùm tiếp nha, 62 cái chứ là. Rồi chốt đơn giùm tiếp nha. Rồi dài vàng dài cam nè, loan màu ha, dài vàng dài cam 62 cái chứ là. Rồi dài hồng 65 cái chứ là, dài hồng nha. Rồi 65 cái chứ là. Rồi ghi giùm tiếp dài hồng 65 kg cho bạn. Rồi chốt đơn tiết dài hồng 65 kg cho bạn. Rồi tôi Nguyễn dài hồng 65 kg trở lại. Dài cam lợi nhỉ 62 kg trở lại. Rồi em còn dài vàng nha mấy tình yêu. Rồi tôi Nguyễn đi đơn sáng chiều hả chị. Rồi bộ này quần chín tấc nha cả nhà. 57 kg trở lại. Đây cái quần đen này nó ngắn hơn chút xíu. Chín tấc nha. Mã này ghi ra tí là chín tấc nè. Mã này ghi chín tấc nha, chín tấc nè. Chín tấc nha, quần chín tấc. 57-58 kg cho là tiếng nha, màu xanh chuối. Quần của nó là chín tấc thôi. Rồi dài vàng, quần thì mũi dài vàng. Đây, vàng này 62 kg cho. Rồi bộ này nhỏ nha, 40 kg cho nên 55 kg cho. Tại vì cái quần này là vải xô. Quần này vải xô nha. Rồi Phương Nguyên có chín tấc là chín tấc là cũng 130 luôn nha, chín tấc nó dài là nó bằng giá. Rồi đây ghi cho tiếng là dài phối là 55 cái chứ là. Đó, hàng đẹp nha. Rồi Phương Nguyên có chín tấc. Cái này là quần xô, quần xô nha. Dùng đơn lúc trưa rồi, vậy là Thanh Tuyết cọc thêm một tí để mình chốt thêm nha. Hương Hiền, Thanh An thấy khách nha. Rồi ghi cho tiếng là dài phối là 55 cái chứ là. Rồi chín tấc da 57 cái chứ là. Dài phối Ngọc Dung. Rồi 130 quần dài. Rồi chín tấc da nha, quần chín tấc. Nói chung là quần nó ngắn hơn dài chút xíu là mấy chị, chứ không có ngắn hơn nhiều. Chín tấc da 57 cái chứ là. Rồi ghi giùm tiếp chín tấc da 57 cái chứ là. Cái này phối hả? Ừ. Phối.
chồng đã chốt rồi Hiền Thanh. Phương Hiền chốt rồi chị. Chốt rồi, đâu có chốt với chị nữa, mỗi thứ một bộ mà. Rồi dài cam. Rồi dài cam này 65kg trở lại nha. Mã của mình là dài cam 65kg trở lại. Trang sen dài cam 65kg trở lại. 45kg trở lên, 65kg là dài đen. Rồi chính tất da Võ Thị Thủy. Rồi ok, 130. Tay dài đen 45kg trở lên, 65kg trở lại. Rồi đang mặc 60kg trở lại chị. Hết màu mặc. Rồi Quỳnh Thị Mũi, khách mới bên Tiếp sẽ gọi để xác nhận thông tin nha chị ơi. Rồi dài đen dùm Tiếp nha. 45kg trở lên, 65kg trở lại. Rồi dài đỏ luôn. Rồi Mai Nguyễn dài đen. Rồi đây là dài đỏ. 45kg trở lên, 65kg trở lại. Rồi chốt đơn Tiếp dài đỏ. Dài đỏ mình Tiếp nha. Rồi dài vàng luôn giống chị. Đang gọi chốt ở chuyên đồ Big Size rồi. Ưu Hiền Thanh An mã thêm số điện thoại nha bạn. Khách mới mã thêm số điện thoại. Rồi dài vàng. Rồi dài vàng. Dài vàng trang sen. Rồi tiếp còn dài đỏ kèm số điện thoại. Dài đỏ kèm số điện thoại. Rồi đây 55kg trở lại nha. Ghi cho Tiếp là dài. Dài đỏ 2 đi. Đỏ theo cái quần đi. Dài đỏ 2 55kg trở lại. 40kg trở lên, 55kg trở lại. Cái này á là quần xô. Rồi dài đỏ. Quỳnh Thị Muội dài đỏ. Rồi Phương đưa chị Hằng Y Nguyên Phương Như này nói không hay gọi. 078 hả? Ủa vậy là của Huệ. Rồi dài đỏ 2 cho An Nguyễn. Rồi đợi Tiếp kiểm tra nha. Y Nguyên Thu Như nè. Tại vì hàng hôm qua gọi hết rồi đó. Đỏ 2 đó Phương. Đỏ 2 là tối nè. Rồi ghi luôn Tiếp dài da 2 55kg cho bạn. Rồi dài da 2 quần xô, quần xô nha. 40kg trở lên, 55kg nha. Dài da 2. Ok Thanh Tuyết. Rồi chốt cho Tiếp dài da 3 quần xô luôn nè. Rồi dài da 2, dài da 3. Bạn không nghe máy là bên Tiếp không có chốt bạn ơi. Phải nghe máy thì bên Tiếp mới chốt nữa. Dài da 2 Linh Phi đúng mã nha. Dài da 2, dài da 3. Đang mặc hết rồi chị Thu Hiền. Đang mặc còn màu lá với là màu đỏ. À, màu lá với lại màu. À đang mặc em hết luôn rồi chị. Hết rồi nha. Phong Lam chuyển khoản 1975. Phong Lam 1975. Dài da 3 Thanh Tuyết. Rồi dài da 3 là hình trái dâu nha. 1975. Rồi cái này cũng nhỏ này đó nha. Rồi 55kg trở lại. Chốt cho Tiếp là dài đỏ 55kg trở lại. Rồi dài đỏ thì cả nhà 55kg trở lại. Rồi quần dài là 130 nha cả nhà ơi. Rồi dài cam 65kg trở lại. Rồi chốt đơn Tiếp dài cam 65kg trở lại. 45kg trở lên, 65kg trở lại. Rồi xin chào Ca Sơn. Cái này là đang hóng nè. Đường thấy đậm nè. Phối không phải không? Phối mấy trẻ chung. Rồi chốt đơn cho Tiếp dài da chữ 65kg trở lại. Rồi dài da chữ 65kg trở lại. Dài cam cho Đoàn Huệ. Rồi ok Đoàn Huệ dài cam. Dài da chữ cả nhà ơi 65kg trở lại Tiếp nha.
45kg trở lên, 65kg trở lại. Ngày tiết cảm ơn Thảo Vinh. Đây dài xanh này 60kg trở lại hiệu chữ dài xanh. 60kg trở lại dùm tiết. Rồi chị Trang quách dài ra mình 5 bộ chị ơi, mình khách mới 5 bộ. À, mình mua thêm mình cọc dùm tiết nha. Tại bên tiết là khách mới chốt tới đa 5 bộ chị. Rồi ghi cho tiết dài xanh hiệu chữ quá đẹp luôn. Rồi hết cam mời chị Lợi Nhĩ dài xanh nha Mai Nguyễn. Rồi ok Mai Nguyễn dài xanh. Rồi hết dài xanh, hết dài xanh. Rồi cái này quần lẫn rồi mấy chị. Rồi cục này quần lẫn tiết lai luôn nha. Rồi chốt với lẫn xanh 62kg trở lại. Rồi ghi dùm tiết mã của mình là lẫn xanh. Lẫn sen mấy chị ơi, lẫn là sen 120. Rồi lẫn sen. Rồi lẫn đen này 65kg cho lại. Lẫn đen 65kg cho lại. Lẫn đen 65kg cho lại mấy chị. Trang trần lẫn sen. Rồi ok trang trần lẫn sen. Rồi ghi cho tí lửng gấu là đi với quần màu xanh này nha cả nhà, 62 với lại lửng gấu. Lửng đen Hoa Quỳnh. Rồi chị Hoa Quỳnh lửng đen. Rồi Y Nguyên Thu Như. Ủa hôm qua thấy mấy bộ luôn mà sao có một bộ vậy bạn. Qua bạn đặt tới mấy bộ luôn mà. Rồi mã của mình lẫn gấu thì tiếp theo lẫn gấu. Rồi lẫn dương. Lẫn dương nha. 60kg trở lại. Rồi lẫn gấu. Hồng Liên Hà lẫn gấu. Rồi quần đen, ấy quần xanh, áo đen. Rồi ghi dinh tiếp lẫn dương nha, chuẩn như thế này. 62kg trở. Rồi ghi dùm tiết lửng dương, lửng dương. Rồi chị Hoa Quỳnh đổi số hả chị, Phúc Gia lửng dương. Rồi cảm ơn Lê Lộc. Phúc Gia lửng dương ok khách. Rồi tiết hóa là lửng dương hả Hằng Nguyễn. Tiết có lửng dương gấu đúng không, lửng dương gấu nha. Lửng dương gấu 65kg chứ. Cái đó lửng gấu đó, lửng gấu đúng rồi. Ừ cái đó đó, hình con gấu đó, tại hai bộ đen kế nhau. Lửng dương hai da trang sen. Quần đen, áo đen quần xanh. Rồi ok trang sen lửng dương hai dương gấu là bộ đó đó nha. Ai lửng bi cả nhà ơi, 62 cái chưa lửng bi. Rồi chốt đơn tiếp nha, lửng bi. Rồi ok Y Nguyên Thu Như. Rồi lửng hồng sen 65kg chưa. Đình Phương Kim Chi. À lửng bi Đình Phương sao nha. Phúc Gia lửng bi trước nha khách ơi. À lửng lửng bi của Phúc Gia trước, Đình Phương Kim Chi là sao. Rồi lửng hồng sen nhìn tiếp 65kg chưa. Chốt đơn tiếp lửng hồng sen. Rồi Đình Phương Kim Chi là hồng sen. Rồi bộ này nhỏ là 55kg cho lại. Rồi lửng bò sữa 40kg trở lên 55kg cho lại. Lửng bò sữa 40kg trở lên 55kg cho lại. Nguyễn Hoài không có đơn nha tình yêu ơi. Rồi lửng bò sen luôn 40kg trở lên 55kg cho lại. Lửng bò sữa với lửng bò sen nhìn tiếp nha. Rồi
Cảm ơn Kiều Võ Thị Thi. Nhà Trang Sen cũng bò sữa. Rồi lấy rồi. Ok luôn. Rồi bò đó hết nha, bò đó hết. Rồi đây lửng vàng mấy tình yêu ơi, 65 ký cho là lửng vàng. Đơn lúc sáng bên em đang gọi đó chị. Gọi từ từ mới tới đó chị, tại cũng nhiều chị á. Đang gọi luôn á mấy chị ơi. Rồi lửng vàng, lửng da bò. Trang trần lửng vàng 65 ký cho là. Rồi tiếp còn lửng da bò. Lửng da bò tiếp nha. Rồi 45 ký trở lên, 65 ký cho. Mã của mình là lửng da bò. Bộ phối này đẹp quá cả nhà. Xinh lắm nha. Nó là hot trend á. Rồi lửng phối gì tiếp. Trang trần lửng da bò. Lửng phối này cả nhà, 60 ký trở lại. Rồi lửng phối gì tiếp, 60 ký trở lại. Rồi lửng phối 60 ký cho là. Rồi bộ này quần dài. Trời ơi Lê Andy gì nè. Bơm hàng nữa. Nghe cái tên quen quá. Ngọc Dung lửng phối. Cảm ơn Lộc Võ nha. Rồi hôm bữa không giao được buồn dễ sợ. Rồi dài xanh đen 65 ký cho là. Quần đen áo xanh đen. Rồi quần dài 130. Rồi chốt đơn tiếp dài xanh đen. Đây bộ này nhỏ. Rồi đây bộ này dài ngọc 55 ký trở lại nha. 40 ký trở lên, 55 ký trở lại. Rồi ngọc ngoan dài xanh đen này 65 ký trở lại. Rồi dài ngọc này 40 ký trở lên, 55 ký là quần vải xô. Quần là vải xô nha cả nhà, áo thì thun thái. À, dài ngọc, dài ngọc nha. Dài ngọc. Dài xanh đen tiếc hết rồi khách ơi. Rồi tiếp có dài hồng này 55 ký trở lại luôn. Quần dễ xô nha. Đây. Dài xanh đen hết. Dài ngọc và dài hồng 55 ký trở lại giùm biết, 40 ký trở lên, 55 ký trở. Rồi dài ngọc và dài hồng. Dài ngọc và dài hồng nha cả nhà. Dài có bên đây thôi hả Phương hả? Dài ít mẫu thôi mấy chị. Rồi còn sập thôi nha, còn bị sập thôi. Rồi tiếp qua lửng lại nè. Dài hồng Võ Thị Thủy. Rồi ok khách nè. 10 bộ. À dài 10 bộ cho Ngọc Thúy. Rồi ok Ngọc Thúy. Vậy lấy đồ phối nha Ngọc Thúy nha. Rồi chốt cho Ngọc Thúy nữa. Chắc hết dài luôn nè. Một nè. Tại vì dài ít lắm. Rồi đây Ngọc Thúy ơi đẹp nha. 2 hàng châu xa bao đẹp luôn. 3 Ngọc Thúy tiếng in giấy 10 bộ chưa. Rồi đây Ngọc Thúy 4 đó, hàng châu xa nè bao đẹp luôn á. Hàng đó đen hot đáng kiếm là đủ. Rồi đây nha, 5 loan màu luôn. Rồi 6 hai hàng châu xa ba đẹp. 6 còn có 6 bộ nhỏ thôi, còn lại lớn không. À, để tôi coi ra toàn. Hết rồi Ngọc Thúy rồi, có 6 bộ thôi nha. Còn lại to to không. Để coi rồi cái này.
này cũng đẹp nha. Rồi 7 bộ nè, với màu dương 8 bộ. Đây 8 bộ nha, vậy là Ngọc Thúy được 8 bộ. Ủa nó này lửng rồi, vậy Ngọc Thúy 7 bộ. Rồi bây giờ Tiết Lai lửng nè. À Ngọc Thúy nè, để hỏi bạn, bạn lấy cái ba lỗ không? Hồi sáng có thấy mẫu ba lỗ này không? Ba lỗ này đẹp nè, 40kg trở lên, 55kg trở lại thôi. Phải đẹp lắm nha. Ba lỗ này Tiết còn, Ngọc Thúy lấy thì Tiết soạn cho Ngọc Thúy nè. Cái hàng ba lỗ này quần lũng nhưng mà nó nhỏ, 40kg trở lên, 55kg trở lại thôi. Đó, ba lỗ nha. Đó, có mấy bộ nè. Rồi, rồi, tình yêu nào lấy thì ghi cho Tiết là lửng. Lửng này lửng ngọc, đọc theo cái áo nha, lửng ngọc. Lửng đen, 40kg trở lên, 55kg trở lên. Hàng ba lỗ. Thung bao đẹp luôn, cái hàng ba lỗ này bao cho mấy chị gờ cái thung là ghiền cái tay luôn. Tay là lửng xanh đen. Tại vì cái quần nó đi theo cái viền áo. Đó, hàng ba lỗ này ít khi nào có hàng mấy chị. Lửng ngọc ba lỗ Nguyễn Anna. Rồi đẹp, 40kg trở lên, 55kg trở lên. Rồi đây lửng xám luôn, 40kg trở lên, 55kg trở lên. Đó, cưng không? Phải đẹp lắm, phải là ghiền. Rồi lửng dương nữa nè, mấy màu. À lấy 5 bộ dài nhỏ xô. Rồi Ngọc Thúy vậy là quần xô lấy 5 bộ thôi, Phương ơi dư bỏ ra đi Phương. Rồi lấy 5 bộ quần xô ok bạn nha. Rồi đây lửng dương nhìn tiếp luôn, xô 5 bộ thôi còn dư bỏ ra. Rồi 40kg trở lên. Chị Hoàng Loan lấy 2 bộ mà 3 lỗ hả chị? Rồi ok chị nha. Mấy bộ lỗ bộ rồi. Rồi chị Hoàng Loan em lấy cho chị một bộ xanh đen, bộ xám. Rồi bộ xanh đen, bộ xám. Xanh Loan cho Vi Nguyễn, xanh Loan Vi Nguyễn. Lửng dương Ngọc Dung. Ba lỗ này không có 60kg, ba lỗ nhỏ. Nguyễn Hoài chưa, không có đơn em, nãy giờ đâu có em đặt gì đâu em ơi. Lửng đen BT. Rồi BT lửng đen. Loan xanh Loan lại này. À hai bộ ba lỗ. Lửng Loan, lửng dương, lửng đen. Rồi bây giờ tiếp còn lửng xanh đen nè, còn hai bộ lửng xanh đen nha. À lửng dương. Màu này xanh đen. Một lửng ba lỗ lấy xanh đen nha Võ Thị Thủy ơi. Đây nè, áo xanh đen quần màu tím nó viền nè, đó. Cái áo viền hay cái quần nha, lửng xanh đen. Rồi còn bộ lửng xanh đen, còn bộ lửng xám. Rồi từ Nga lấy lửng xám. Đây. Từ Nga lửng xám, quần đen áo xám. Rồi còn bộ lửng xanh đen ok Võ Thị Thủy. Rồi tiếp còn bộ lửng xanh đen nha. Còn một. Rồi xô hết rồi tình yêu ơi, xô đã chốt rồi hết rồi. Rồi hết xô, hết xô. Rồi BT với lửng xanh đen luôn. Rồi ok BT. Rồi tiếp tục quần lửng nha. Quần dài hết, quần dài còn sọc không à. Sọc là 65kg trở lại. Rồi đẹp quá nè. Rồi 62kg trở lại lửng tím. Quá đẹp luôn nha. Rồi 45kg trở lên, 62kg trở lại. Chốt đơn cho Tiết lửng tím, lửng tím 62kg trở lại.
Rồi Hằng Nguyễn lửng tím. Rồi ok Hằng Nguyễn. Rồi lửng xanh nhìn tiếp luôn 65 cái chưa. Lửng xanh 65 cái chưa lại cả nhà ơi, lửng xanh. Rồi ghi cho đấy lửng hồng 65 cái chưa lại. 45 cái chưa lại, 65 cái chưa lại. Lửng xanh cho trang trần. Rồi cái cái lửng hồng này 45 ký trở lên, 65 ký trở lên. Rồi, lửng hồng. Lửng da bò 45 ký trở lên, 62 ký trở lên. Bộ này 62 ký trở lên. 15 lửng hồng. Rồi ok, 15 lửng hồng. Rồi size nhỏ nữa không? Size nhỏ hình như là hết rồi em. Nói chung là ít, size nhỏ ít nha. Đa số giờ còn size to. Rồi đi dùm tiếp một phút da lựa đi, tới đăng like mình cứ lựa dùm tiếp nha. Hằng Nguyễn lửng da bò ok, chỉ Hằng Nguyễn lửng da bò. Rồi bộ này đẹp quá, lửng vàng 62 ký cho lại. Rồi chốt đơn dùm tiếp lửng vàng, trời ơi đẹp 62 ký cho lửng vàng. Rồi lửng lá này 65 ký cho lại. Rồi lửng lá 65 ký cho lại cả nhà ơi. Rồi chỗ mình tiếp lửng lá, lửng hồng tiếp hết rồi mai trang thôi. Rồi cái này nhỏ nè, lửng trắng nhỏ là 55 ký cho lại. Rồi da bò hết Nguyễn Hoài, hết da bò. À cái này quần dài, dài trắng nhỏ, lửng lá ra đòn huệ. Dài trắng nhỏ nha, 40 ký trở lên, 55 ký trở lại. Lửng vàng cho chị Lợi Nhĩ. Cái này ghi dùm tiếp nha, dài trắng nhỏ. Dài dài cả nhà ơi, 55 ký trở lại. Dài trắng nhỏ vàng tiếp hết pha lê tím. Rồi lửng cam nha, 62 ký cho lửng cam. 62 ký cho lửng cam. Ồ bộ này đẹp nè. Rồi chị Hằng Nguyễn lửng cam. Rồi lửng trắng, dài trắng, Trần Dung dài trắng. Rồi Trần Dung có dài trắng. Rồi đây lửng trắng này 60 ký cho lại. Lửng trắng nha, 60 ký cho lại. Lửng trắng, lửng trắng 60 ký cho lại, lửng trắng. Rồi đây cả nhà 62 ký là thiên sau lưng nha, có lại thiên trước ngực. Chốt đơn lửng xanh. Rồi quần thiên 60 ký cho lại. 45 ký cho lên, 60 ký cho lửng xanh. Rồi có mấy màu. Lửng trắng cho Hoa Quỳnh. Rồi ok chị Hoa Quỳnh lửng trắng. Rồi lửng cam giùm em luôn, lửng xanh Nguyễn Yến. Ai cả nhà giống tiểu là lửng cam, thi vẫn sao ha, thi vẫn phía trước. Rồi 60, 62 ký cho là giùm em nha. Rồi 15 lửng cam. Rồi em còn bộ lửng cam trắng. Dồn đơn sáng Trần Dung rồi ok chị. Cái nào bên em chưa gọi thì dồn được nha. Còn nếu mà lỡ gọi rồi là không có dồn được. Lửng cam. Rồi kim, miss kim. Kèm số điện thoại vô tình yêu ơi. Rồi lửng nâu 45 ký trở lên, 60, 62 ký trở lại. Quần dài em còn áo sọc mà chị, được không chị ơi. Trang trần có lửng cam, lửng nâu, lửng kem. Rồi trắng biết hết là mai trang. Đây một kem này cả nhà. Lửng nâu cho Hoa Quỳnh.
Rồi bây giờ tiếp phần lửng kem, màu kem. Đây tiếp phần lửng kem nha. 45 cái trở lên, 60, 62 cái trở lại dùm tiếp nha, free size. Rồi chốt đơn tiếp lửng kem. Rồi lửng tím nha, 65 cái trở lại. Rồi chị Hoa Quỳnh, ok chị. Rồi mã lửng tím dùm tiếp. Lửng kem, màu kem. Tím là 65 ký cho lần. Rồi lửng tím 65 ký cho lần tiếp lửng tím. Rồi lửng kem luôn 65 ký cho lần. Lửng kem cho Nhiên An. Rồi like này ngày mai mới gọi Quỳnh Thị Muội. Like này mai mới gọi nha. Rồi lửng kem 65 ký cho lần. 45 ký trở lên, 65 ký trở lên lửng kem. Lửng tím cho pha lê tím. Rồi 65 ký trở lên. 45 ký trở lên, 65 ký trở lên lửng kem cho chị 15. 15. Lửng vàng này 62 ký trở lên. Lửng vàng. À, dạ em cảm ơn chị Nguyễn Thị Liên. Rồi chốt đơn cho em lửng vàng 62 ký cho lại. Rồi lửng hồng sen 65 ký cho lại. Tím tiết chốt rồi Mai Trang ơi. Lửng hồng sen 65 ký cho lại. Rồi ba lỗ hồng nè cả nhà ơi. Ba lỗ hồng nè 40 ký trở lên, 55 ký trở lại. Cưng xỉu luôn. Ba lỗ hồng nha, quần lửng. Lửng hồng sen cho chị Hằng Nguyễn. Rồi tiếp còn lửng vàng ba lỗ hồng nè, 40 ký trở lên, 55 ký trở lại. Dễ thương quá trời, hồng đi với màu xám. Rồi ba lỗ hồng nhìn tiếp nha, ba lỗ hồng, hai bộ nè. Hai bộ ba lỗ hồng. Lửng hồng sen tiếp hết là Miss Kim. Rồi lửng lá 65 ký cho là nhìn tiếp lửng lá. Đây 45 ký cho lên, 65 ký là lửng lá. Rồi đi cho tiếp lửng đen luôn 65 ký cho là. Mã của mình là lửng đen nha, 65 ký cho là. Rồi chị Hằng Nguyễn lửng lá. Lửng vàng Phạm Phấn. Ba lỗ cho Nhiên An. Rồi ba lỗ còn một bộ. Ba lỗ còn một bộ. Rồi chi hành Âu kèm số điện thoại vô chị ơi. Khách mới kèm số bên tiết gọi chốt đơn á chị ơi. Lửng đen nè 65 cái cho làm tiết nha, lửng đen. Ôi bộ này đẹp quá mà chưa có like luôn mà. Rồi lửng hồng 65 ký cho là. Lửng đen Miss Kim. Rồi đây lửng hồng đẹp quá cả nhà, áo loan màu nha, áo loan màu ở sau có cái bông. Rồi lửng hồng 65 ký cho là tiếp nha, lửng hồng. Rồi lửng ngọc 65 ký cho là lửng ngọc. Rồi chi thành Âu ba lỗ hồng. Rồi ok chi thành Âu. À chi thành Âu ơi, áo xám quần hồng được không chị? Nó ngược lại với nãy chị ơi. Chi thành Âu nè. Đó ngược lại gì được không khách ơi? Được thì báo hình tiết tiết lấy cho mình nha. Lửng hồng cho chị 15. 15 lửng hồng. Rồi lửng ngọc cho Nguyễn Yến. Rồi chia thành Âu ok nè. Ba lỗ.
Rồi lửng chuối, lửng chuối 60 kg trở lại cả nhà ơi. Rồi 15 em có số của chị rồi chị. Rồi ghi giùm Tiến là lửng chuối này 60 kg trở lại, Tiến có 2 bộ lửng chuối. Rồi lửng hồng hết rồi, Lu Ngọc ơi. Rồi lửng tím 62 kg trở lại. Hồng Liên Hà lửng chuối. Rồi ok chị, lửng chuối còn 1 bộ nha khách. Còn 1 bộ nha. 60 kg trở lại. Rồi bộ này là lửng tím 62 kg trở lại. Lửng tím 62 kg trở lại, lửng tím. Rồi lửng gấu 65 kg trở lại. Rồi hello Gia Hân. Rồi bộ này là lửng gấu trực tiếp 65 kg trở lại, lửng gấu. Rồi lửng dương luôn cả nhà ơi, 62 với cho bạn nha, lửng dương. Ai màu xanh dương. Lửng tím Nguyễn Minh Tiến, lửng tím. Rồi lửng dương. Lửng dương nhìn tiếp nha, lửng dương. Lửng sen hai màu. Lửng gấu Lu Kim Thư. Lu Kim Thư lẫn gấu, lẫn dương Đình Phương Kim Chi. Ba lỗ còn không hả? Để tiếp câu rồi còn ba lỗ. Tại nãy like hết rồi. Rồi ghi cho tiếp lẫn sen. Rồi 62 cái trời lẫn sen cả nhà ơi. Cái quần có chữ nha. Rồi ghi dùm tiếp lẫn sen 62 cái trời. Rồi gấm tiếp mặt nè mấy chị. Hồi nãy chị kia hỏi mà nói hết rồi, còn nguyên cục. Còn nguyên cục. Ai gấm tiếp mặt 60 kg cho lại. Rồi khách lấy đi cho tiếp nha, lửng đỏ. Lửng sen cho Nhiên An. Ok Nhiên An nha. Đây giống tiết mặt nè cả nhà. 45 kg cho lên, 60 kg cho lên. Rồi chút đường tiết lửng đỏ. Giống thịt luôn. Lửng đỏ. Nguyên cục mà đi nói với người ta là hết rồi. Rồi Đình Phương Kim Chi lửng đỏ ok. Còn luôn nha. Rồi thắt lấy đi dùm tiết lửng đỏ nha. Da đầu bạc có lửng đỏ luôn, ok. Rồi còn lửng đỏ luôn mấy chị, còn nguyên cục lửng xanh, Linh Trần lửng xanh. Rồi lửng đỏ còn luôn nha, giống tiết mặt nè, đó nguyên cục nhà nãy không biết nói hết rồi. Rồi tiếp hơn lửng xanh còn lửng đỏ. Rồi Thanh Khang kèm số điện thoại vô khách ơi, khách mới kèm số một tí. Rồi lửng hồng. Rồi 62 cái chờ lửng hồng. 62 cái chờ là lửng hồng. Lửng da bò, lửng hồng Y Nguyên Thu Như. Lửng đỏ Trần Hương. Rồi, lửng da bò 65 kg cho. Rồi, chốt đơn nhìn tiếp lửng da bò. Rồi, Thái Hòa năm mới vui vẻ. Phát tài, phát lộc, lửng đỏ Thanh Khang. Lửng dương chốt rồi, tình yêu ơi. Lửng da bò 65 kg cho lại. Lửng da bò. Đây mẫu này nè, đẹp nè. Rồi Quỳnh Anh Dương 60 kg, chị cao bao nhiêu chị ơi? 60 kg chiều cao tương đối 1m55 trở lên là vừa á chị. Rồi để đi thay bộ này cái đi. Ai lấy lửng đỏ thì ghi dùm tiếp nha.
nãy tí đi thay bộ màu hồng cho nó thì mị mấy chị ha, thay màu hồng cho thì mị xíu thôi. Ngực mấy chị năm mới cảm ơn Thái Hòa này tiết mang ba lô ngực mới chơi à, nó dài luôn nha, form dài luôn, cái quần qua đầu gối. Dạ cảm ơn chị Chi Hà Nâu à, 60kg một mấy 50 là mặc rồi. Ôm mấy chị Quỳnh Anh Vương ơi, trời ơi mang ba lô ngực những da bò đào kim. Ai ba lô chốt cho tiếp nha, lẫn hồng lẫn sen 65kg trở lại, 45kg trở lên, 65kg trở lại. Trời ơi ba lô ngược mấy trời, chốt cho tiếp là lẫn hồng sen, cái này quần qua đầu gối nha mấy chị đó, chiếc mặt qua đầu gối nè à, qua đầu gối nha. Rồi lẫn hồng sen luôn, 45kg trở lên, 65kg trở lại, đủ màu cho mình luôn. Lẫn hồng sen, rồi lẫn xanh, lẫn vàng, lẫn lá, lẫn hồng đất, mà hồng đất nè, lẫn hồng sen chị Hằng Nguyễn. Rồi em có lẫn hồng đất nè mấy chị, hồng đất nha, 45kg trở lên, 65kg trở lại. Quần là màu đen hết, nó viền theo áo thôi đó, quần của mình qua đầu gối. Rồi lửng đỏ, rồi lửng đỏ, rồi lửng đỏ 45kg trở lên, 65kg trở lại. Rồi chốt đơn nhìn tiếp nha, mã của mình là lửng đỏ. Rồi chị Ngân Ngân ơi, chút cũng mã giùm em nha chị, nhớ ghi chữ lửng kèm màu vô giùm em chị ơi. Rồi em đọc lại màu em qua mẫu cho mình, lửng đỏ giùm em nè, lửng sen, còn một bộ lửng sen nha, lửng đỏ. Rồi lửng lá, màu lá, lửng vàng lưu ngọc, rồi lửng vàng lưu ngọc. Chị Ngân Ngân ơi ghi mã đúng chị ơi, lửng vô chị. Rồi đây là lửng xanh nè mấy chị, ghi giùm em đúng mã mấy chị ơi, lửng xanh, lửng lá, lửng đỏ, lửng hồng đất, lửng hồng sen. Rồi lửng là 120. Rồi ghi giùm em nha, đó qua đầu gối cho mình, quần này qua đầu gối, lửng lá, lửng hồng đất. Rồi em qua mẫu khác cho mấy chị. Ai biết nghe cái gì đẹp đẹp không nè à? Rồi cái này nhỏ nè mấy chị, hàng Quỳnh Anh 55kg trở lại nè. Rồi lửng xanh bơ 40-50kg trở lên, 55kg trở lại. Rồi chị Ngân Ngân có lửng hồng đất
Rồi ok chị nè. Rồi ghi giùm em lửng xanh mơ này nhỏ nha, 40kg trở lên, 55kg trở lại. Rồi ghi giùm tiếp lửng xanh mơ 40kg trở lên đây, con nhỏ nè, 40kg trở lên, 55kg trở lại. Rồi lửng trắng luôn 40kg trở lên, 55kg trở lại. Rồi chốt đơn tiếp lửng trắng. Đó, cục này là nhỏ to đều có luôn. Yến Oanh kèm số điện thoại vô khách ơi. Khách mới kèm số bên tiếp gọi chốt đơn. Lửng đỏ 62 cái chưa ạ. Yến Oanh lửng xanh bờ. Rồi lửng trắng BT. Rồi lửng đỏ này 60-62 cái cho lại cả nhà. Lửng đỏ dùm tiếp nè. Lửng đỏ, lửng đỏ. Ai nhỏ nè. Rồi lửng hồng 40 cái trở lên, 55 cái cho lửng hồng. Rồi dùm tiếp lửng hồng. Lửng hồng này 55 cái cho lại. Rồi lửng xanh 255 cái trở lại luôn. Rồi dài hết hàng rồi Yến Oanh ơi. Rồi lửng xanh 255 cái trở lại. Lưu Kim Thư lửng hồng 55 cái trở lại. Rồi lửng xanh 2 cũng 55 cái trở lại. Chị ơi, Nguyễn Hồng Nhí chuyển khoản 500. Rồi như cho em lửng tím 62 cái trở lại, lửng tím 65 cái trở lại đi mấy chế, 45 cái trở lên, 65 cái trở lại. Rồi như cho tiếp là lửng tím xanh bơ mà 60kg em chưa có thấy nha chị, đợi em xíu nha. Con này như quần dài à, quần lửng. Lửng hồng chữ này 55 cái trở lại cả nhà, lửng hồng chữ. Rồi lửng tím Lưu Kim Hư lửng tím. Rồi lửng hồng chữ, lửng xanh 2. Ngon ngon ơi chị ơi, cái này 55 kg rồi chị. Này 60 kg mà không vừa. Lửng hồng chữ 55 kg trở lại. Rồi bộ này dài nè, dài size nhỏ nè. Rồi dài cam 55 kg cho lại. Lửng hồng chữ cho An Nguyễn. Dài cam này 55 kg cho lại 130 cả nha. Quần dài 130. Dài cam. Rồi lửng lá 65 cái chứ. Thấm thân thấm dài cam 130 ok em. Lửng xanh 2 Hạnh Nguyễn 55 kg cho lại. Bây giờ chia ra đi. Mấy chục bộ chia đôi ra đi. Ý là vậy không đặt thêm đây nè. Đây nè. Rồi chốt sao? Bây giờ gì? Cái kia thì xong rồi, dứt điểm mà quanh triệu đi ok rồi. Ý là cái đống là mình đi đằng sau. Đúng rồi, cái đống này đợi rồi nói chỉ đi, đợi nhận đi hoặc là cọc thêm giùm mình á, mình ấy tại vì giờ thu hộ nhiều rồi không có thu hộ được. Rồi. Đi đơn luôn ok BT. Rồi lửng lá mình tiếp nha, 65 cái cho là. Rồi ghi giùm tiếp lửng lá.
lửng hồng 65kg kia là. Anh Nguyễn dồn đơn sáng, bên biết chưa gọi thì dồn được nha khách, nếu mà gọi rồi là không có dồn được nha. Rồi lửng hồng, lửng lá, nhìn tí cái này là 45kg trở lên, 65kg trở lại. Rồi lấy nhìn tí. À, cái này cũng đủ màu luôn. Lửng hồng, lửng hồng cho Misty. Rồi tiếp còn lửng lá, mẫu này có đủ màu nè cả nhà. Đây mẫu này đẹp nha. Rồi ghi chữ lửng hồng chuột 45kg trở lên, 65kg trở lại. Cái này chỉ có đủ màu luôn. Lửng hồng chuột hai bộ nè, ba bộ. Rồi lửng đỏ chuột, rồi chút đơn tiếp lửng đỏ chuột. Rồi chị Hằng Nguyễn có lửng hồng chuột, rồi tiếp vẫn còn lửng hồng chuột nghe cả nhà. Rồi ghi dùm tiếp lửng đỏ chuột, lửng đỏ chuột, lửng vàng chuột 45kg trở lên, 65kg trở. Rồi An Nguyễn gửi luôn, khỏi gọi, ok An Nguyễn. Ai lửng vàng chuột 45kg trở lên, 65kg trở lại. Rồi lửng cam chuột, lửng lá chuột, lửng xanh chuột, màu xanh nhẹ. Rồi ghi mình tiếp lửng xanh nhẹ 45kg trở lên, 65kg trở lại. Chuột xám hả? Chuột xám không có. Màu mặt còn khánh luôn, màu mặt lửng hồng. Lửng vàng chuột Thái Hòa không có màu xám, màu nào là màu xanh nhẹ. Rồi ghi dùm tiếp nha. Lửng xanh nhẹ, lửng lá chuột. Rồi lửng xanh chuột. Rồi Tài Nguyễn ok ha, màu xanh nhẹ. Lửng lá chuột, màu xanh lá. Lửng cam chuột, lửng đỏ chuột. Lửng xanh chuột. Rồi ok Thái Hòa, lửng xanh chuột, màu xanh nhẹ. Rồi lửng đỏ chuột. Bộ trước mặt là lửng hồng. Đây, bộ này hôm bữa làm mưa làm gió nè. Rồi lửng gấu 45kg trở lên, 65kg trở lại. Con gấu nè. Rồi chốt đơn tiết lửng gấu nha, 45kg trở lên, 65kg trở lại. À chỉ mặc là quần lửng em yêu ơi, quần lửng chứ không phải dài. Lửng qua đầu gối, lửng qua đầu gối, không phải dài. Rồi lửng hồng nha. Rồi Trang Sen ơi, à, hồi nãy chốt đơn có báo mình chưa? Cái like này là đợi nhận đơn trước rồi mình mới chốt tiếp là đồ like này nha khách nha. Tại vì bên tiết là thu hộ 5 triệu rồi không có thu hộ được á, thu hộ tầm 2 triệu trở lại thôi à. Rồi ok ha. Nói chung bây giờ Sài Gòn gửi Đồng Tháp cũng lẹ lắm. Nhanh, đứng gấu cho Trang Sen ha. Một ngày có khi 1-2 ngày là nhận được. Rồi bộ lửng hồng chị mặc cho Khánh luôn là ok em nha. Tay lửng đen 62kg trời.
rồi lửng đen 62 cái chưa. Khi nào mình nhận hàng xong cái mình cứ báo mình chốt đơn rồi bên tí sẽ gửi tiếp cho mình nha. Tại vì một lần mà thu hộ 5-6 triệu á là bên Viettel không có thu hộ nhiều được như vậy. Ok ok trang sen. Rồi lửng đỏ tiếp nha. Rồi 45 cái cho lên 62 cái chưa. Rồi Tư Nguyễn lửng đen. Rồi chốt đơn tiếp lửng đỏ. 45 cái trở lên 62 cái chưa lửng đỏ. Rồi chị Hằng Nguyễn lửng đỏ. Đây lửng cam 62 cái chưa. Lửng cam. Rồi đen tiếp mới vừa chốt luôn Thái Hòa. Có cái mẫu này đẹp lắm nè, để dơ lại cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ lửng cam đi, tiếp dơ mẫu này cho đẹp nè. Rồi lửng lá 60kg trở lại. À Thái Hòa, cái này là quần qua đầu gối chút xíu nha. Mẫu này nha mấy chị, mẫu này chốt mình tiếp nha, quần có 2 sọc. Rồi cái này thì mặc qua đầu gối xíu giống như cái quần tí đang mặc. Đó, qua đầu gối xíu. Rồi 60kg trở lại tiếp nha. Cách lấy ghi cho tí lửng lá, lửng đỏ. Rồi 45kg trở lên 60kg trở lại lửng tím than. Lửng tím than. 45kg trở lên 60kg trở lại lửng hồng đất. Đó có mấy màu nha. Lửng hồng đất. Rồi 60kg trở lại. Rồi ghi tiếp lửng vô chị ơi. Lửng cam cho Nguyễn Tuyết. Rồi Thái Hòa lấy lửng lá. Rồi ok. Lá tiếp vẫn còn nha. Lửng đỏ, lửng tím than, lửng hồng đất cho Giang Lê. Rồi tiếp vẫn còn lá nha. Hồng đất thì hết, còn lá. Lá đỏ tím than. Rồi Thái Hòa lửng tím than. Chị Hằng Nguyễn lửng tím than. Rồi đây tím than, hồng đất tím hết, còn lửng lá lửng đỏ với lửng tím than còn ba màu, ba màu nha. Hết màu hồng đất hay là tím than, lửng lá lửng đỏ. Rồi Giang Lê đi đơn ok Giang Lê. Quá đẹp luôn, lửng đỏ chữ 60kg trở lại. 45kg trở lên 60kg trở lại. Đây mẫu này thật ra tiếp thích cái tay nè cả nhà. Cái tay nó như thế này nè, tay kêu là gấp lăng gì đó. Thích mặc cái kiểu tay vậy nè. Rồi lửng lá chữ luôn 60kg trở lại. Quần này là qua đầu gối chút xíu. Rồi khách lấy gì chứ lửng đỏ chữ, lửng lá chữ nha. 45kg trở lên 60kg trở lại. Đó này có hai màu, rồi lấy liền tiếp nha. Rồi ghi liền tiếp lửng cam ba. 45 kg trở lên 65 kg trở lửng cam ba. Cái cho lên 65 cái nha. Rồi lửng phi toàn bộ 62 cái cho lên. Lửng đỏ. Đỏ nào chị? À đỏ bộ này phải không chị ơi? Đỗ Thị Hằng. Lửng đỏ này hả chị? Còn cái kia đỏ chữ nha chị. À lửng đỏ Đỗ Thị Hằng. Rồi đây là lửng phi 62 cái cho lên. Rồi ghi cho tiếp lửng sọc đen 60kg cho mà. Rồi lửng sọc đen 60kg cho lại nhìn tiếp nha. Lửng sọc đen 60kg cho lại.
Rồi lửng đỏ bi và lửng cam. Rồi lửng hồng nhỏ 55kg cho lại. Lửng hồng nhỏ 55kg trở lại cả nhà ơi. 40kg trở lên, 55kg trở lại. Rồi lửng hồng nhỏ 2 bộ nha. 2 bộ lửng hồng nhỏ. Rồi lưu kim thư lửng hồng nhỏ. Rồi tiếp còn 1 bộ lửng hồng nhỏ. Rồi lửng hồng da này cũng 55kg trở lại luôn. Linh trần lửng hồng nhỏ. Rồi ok, linh trần lửng hồng nhỏ. Lửng sọc đen. Rồi Nguyễn Tuyết lửng sọc đen. Rồi lửng hồng da 55kg cho mày. 40kg trở lên, 55kg trở lại. Lửng hồng da Phước Loan. Lửng hồng da. Rồi bộ gấu này đủ màu luôn nè cả nhà. Này gấu này đẹp nha. Này 45kg trở lên, 65kg trở lại. Lửng gấu bò, à màu da bò nha. À, dễ thương quá trời luôn, ở sau là caro như thế này. 45kg trở lên, 65kg trở lại. Lửng gấu bò nha, lửng gấu xanh, lửng gấu lá. À, lửng gấu ngọc. Rồi có mấy màu thôi cả nhà. Rồi lửng gấu bò. Lửng gấu xanh. Cũng 5kg trở lên, 65kg trở lên. Rồi lửng gấu xanh. Lửng gấu lá. Rồi đi mình tiếp lửng gấu lá. Lửng gấu ngọc. Màu ngọc. Rồi Lily đúng mã thì tiếp chị ơi, lửng vô chị. Lửng 120. Mã của mình lửng vô nha. Rồi lửng gấu ngọc. Rồi 45kg trở lên, 65kg trở lên. Rồi hình như là có nhiều màu á. Rồi chốt đúng mã em Tiến nha. Rồi dài đi hết hàng rồi. Đó là Ngọc Quen thôi. Dài còn áo sọc còn. Áo sọc đúng không? 65kg trở lên. Rồi ghi mã em Tiến nha. Lửng gấu ngọc. Rồi lửng gấu lá. Rồi lửng gấu xanh. Lửng gấu bò. Bốn màu. Rồi ghi lửng thôi chị ơi. Không ghi lửng sao chốt đơn được này chị. Đúng mã giùm em nha. Mã kèm số điện thoại. Mã kèm số điện thoại. Lửng gấu xanh Phạm Phấn. Rồi chốt cho em lửng đỏ đen này nhỏ 55kg trở lại. Rồi Lily không có số điện thoại, không có chốt được nha. Mã kèm số một dòng chị ơi, đơn giản quá mà. Lửng đỏ đen. Rồi lửng đỏ chữ 40kg trở lên, 55kg trở lại. Lửng đỏ đen, lửng đỏ chữ. Lửng gấu lá chị Ngon Ngon. Rồi ok chị Ngon Ngon nè. Lửng gấu lá.
rồi lửng hồng đất, rồi lửng xanh nha, ly ly màu xanh. Lửng đỏ chữ gì Đặng Tâm. Rồi chị Đặng Tâm lửng đỏ chữ. Chị Lệ Chi ơi, đồ của chị chưa tới chị. Nghe chưa có tới chị ơi, từ từ bên em gọi tới chị. Lửng hồng tóc 65kg cho lần, 45kg cho lần, 65kg cho lần. Ly Ly có lửng xanh rồi nha, Ly Ly lửng xanh có rồi nha khách ơi. Ly Ly tí đã lấy lửng xanh nha, Ly Ly rồi. Lửng bò sữa 55kg cho lần. Lửng bò sữa nha. Rồi cái này cái quần nó bị chữ. Rồi lửng hồng đất 65kg cho lại. Lửng hồng đất. Lửng đỏ đen 55kg cho lại. Rồi lửng cam 62kg cho lại. Ở sau lưng này đó nha. Lửng bò sữa bị dính vô cái quần rồi, Lưu Kim Thư ơi. Rồi thiếu sau lưng cho mình. Lửng cam. Cậu mới ra 5 giờ lại. Lửng cam 60kg cho lại. Hai bộ lửng cam. Hai. Lửng hồng. Lửng hồng là bộ nào? Rồi. Lửng dương. Lửng xám 55kg cho bạn. Lửng hồng đất ly ly 65kg trở lại. Lửng hồng đất. Lửng cam ly ly. Lửng dương Nguyên Trần. Hồi sáng gọi chưa Nguyên Trần ơi, gọi rồi không có dồn được nha Nguyên Trần ơi. Lửng xám Linh Trần. Còn bộ lửng cam. Còn bộ lửng cam. Rồi lửng ngọc luôn 55kg trở lại. Lửng ngọc 40kg trở lên 55kg trở lại. Còn bộ lửng ngọc. Rồi lửng lá này 55kg trở lại luôn. Lửng cam Khánh Hương. Khánh Hương lửng cam. Lửng ngọc cho Phúc Gia. Rồi lửng lá 55kg trở lại luôn cả nhà. Lửng lá nha. Rồi Linh Trần dồn đơn sáng khỏi rồi. Rồi lửng lá. Khách nào mà bên em chưa chốt thì mới dồn được. Còn chốt rồi là không có dồn được nha cả nhà nha. Tại vì chốt rồi là gói hàng hết rồi, không có dồn vô được. Lưu Kim Thư lửng lá. Đó, khách nào mà bên em chưa có gọi á, thì mới dồn vô được nè. Rồi ghi cho em lửng lá gấu có hình con gấu 65kg chưa ạ. Rồi lửng lá gấu nha 65kg cho bạn. Rồi lửng xanh sập 65kg cho bạn. 45kg cho là 65kg. Lửng xanh sập. Đó phía sau lưng sập như thế này nha. Lửng xanh sập. Rồi lửng lá gấu có hình con gấu nè. Con gấu này đẹp lắm cả nhà. Đó cả nhà thấy không, con gấu nè. Rồi 65kg chưa. Rồi quần dài tí hết rồi chị Đặng Tâm ơi. Còn quần lửng thôi chị. Rồi đồ dài tí hết rồi mấy chị ơi. Còn quần lửng thôi nha mấy chị.
Rồi lửng vàng 65kg cho là. Rồi Lily lửng lá. Ồ, ok Lily là lửng lá. Rồi lửng vàng nè mấy chị 65kg cho là. Rồi ghi một tiếng lửng vàng nha 65kg cho là. Lửng xanh sọc cho Lily. Rồi Lily có lửng xanh sọc. Rồi bộ này nhỏ. Bộ này Quỳnh Anh nè, form nhỏ nha. Lửng nâu nhỏ nè, 40kg trở lên 55kg chưa. Rồi lửng nâu nhỏ nha. Rồi lửng xe 120 chị Hoàng My ơi. Lửng nâu nhỏ Phúc Gia nha. Này nhỏ nha chị, 55kg cho lại. Rồi lửng vàng này thì to nè, 65kg cho lại. À đang mặc tí còn màu khác chị Nguyễn Phượng. Màu hồng tí hết nha, tí còn màu khác được không chị? Rồi quá đẹp luôn. Lửng lá phối nè, 65kg cho lại. Rồi ghi dùm tiếng lửng lá phối nha, 65kg cho lại. 45kg cho lên, 65kg cho lại. Rồi lửng sen 62kg cho lại. 60kg cho lại đi, 60kg cho lại lửng sen. Đó đơn giản thôi cả nhà, lửng sen. Lửng lá phối cho Nguyễn Thơ. Chị Lưu Kim Thư ơi, mình 5 bộ mua thêm mình cọc dùm tí đi chị. Tại vì khách mới mình tiếp chốt tối đa 5 bộ á chị. Ghi cho tí lửng sen nha. 60-62kg cho lại. Lửng sen 2 bộ. Rồi ghi cho tí là lửng trắng nhỏ 55kg cho lại. Lá phối tiếng hết rồi Lily à. Lửng trắng nhỏ. Lửng trắng nhỏ 55kg cho lại. Phúc Gia lửng trắng nhỏ. Rồi cái phần lửng sen. Rồi lấy gì tí lửng sen này 60-62 chứ chưa. Rồi ghi cho tiếp lửng hồng đất 58 chứ cho lại màu hồng đất. Hồng đất cam đất gì đó mấy chị. Nó giống như màu trên like nha. Lửng hồng đất nha. À cái này to để em coi kỹ lại nha. Rồi mấy chị ơi cái này 65 chứ cho lại mấy chị. 3X nè. 65 chứ cho lại. Rồi chốt đơn tiết lửng hồng chuột. Rồi 65kg cho là nhìn tiếp nha. Lửng hồng đất là lửng hồng chuột. Rồi Phúc Gia Facebook này không có địa chỉ bạn ơi. Bạn có mua lần nào bên tiết Facebook này là không có thấy địa chỉ của bạn nha. Thường là bên tiết có lưu địa chỉ. Lửng hồng đất cho Tuệ An. Rồi lửng xe 120 Trân Nguyễn. Rồi lửng hồng chuột Tại An thấy số điện thoại của khách. Rồi lửng đỏ chuột. Đang mặc tiếp còn màu đỏ. Còn màu đỏ, màu lá. À, cảm ơn Hà Trần. Ai lửng đỏ nè. À, Minh Tiết nhận cọc chuyển khoản bạn ơi. Tiếp còn lửng đỏ, lửng lá, lửng xanh. Lửng sen. Đây, cái còn lửng xanh, lửng lá, lửng hồng sen. Bốn màu. Hồng đất tiếp hết rồi chị. Cái còn lửng đỏ chuột. Lửng hồng chuột. Rồi giống như tiết mặt nè, lửng hồng sen. Rồi lửng xanh, lửng lá. Quần mình mặc qua đầu gối nha cả nhà, qua đầu gối. Rồi lửng lá.
À, ba lỗ em hết rồi chị, chia thành đâu rồi chị, đặt bộ khác giùm em đi chị. Hồi nãy giờ em lựa mà hết rồi. Chị Phúc Gia ở bên đây là em không có thấy thông tin chị ơi, Facebook này không có thấy thông tin chị. Không có đây địa chỉ chị. Rồi lửng đỏ đó, tí còn mấy màu nha. Rồi lửng đỏ chuột 45 ký cho lên, 65 ký cho lên. Lửng đỏ cho Lan Anh, lửng đỏ. Cái này lửng đỏ chuột. Rồi lửng hồng chuột. Dài rồi Hà Trần ơi. Rồi lửng xanh chuột. Rồi ghi giùm tiếp nha, lửng xanh chuột 45kg trở lên, 65kg trở lại. Lửng xanh chuột Hà Trần. Rồi ok, Hà Trần lửng xanh chuột. Rồi ok, Lưu Kim Thư. Rồi lửng lá dồn đơn cho Tuệ An. Ok nha, mua trong một like chị dồn đơn hết nha em ơi. Đây lửng lá. Rồi đây lửng đỏ gấu nè, 45kg trở lên, 65kg trở lại. Rồi lửng đỏ gấu nha, dễ thương quá nè. Cũng 45kg trở lên, 65kg trở lại, lửng đỏ gấu. Lửng xanh cho Hương Nguyễn. Rồi ok Hương Nguyễn, lửng xanh. Rồi ghi cho tiếp nha, lửng lá 2. Rồi lửng lá 2, 45kg trở lên, 65kg trở lên. Rồi chốt nhìn tiếp lửng lá 2, bộ này đẹp nè. Rồi chị Trang Quách thôi, mình đã 5 bộ rồi, mình mua thêm mình cọc giùm tiếp chị ơi. Rồi ghi giùm tiếp nha, lửng lá 2. Đoàn Thị Trấn đang xem 120. Rồi lửng sen 62 ký chưa. Rồi chốt đơn tiếp lửng sen 62 ký chưa, lửng sen. Rồi chốt lửng lá tim 65 ký chưa. Lá tim là có hình trái tim nha. Lửng lá tim 62 cứ trở lại ha mấy chị, cái này 62 cứ trở lại thôi nha. Lửng lá tim chính thức hết rồi Lan Anh, nãy có mấy bộ. Rồi bộ này ghi chi tiết lửng phối. Lửng lá tim Ngọc Ngoan, mấy chế ghi đúng mã mấy chế ơi, lửng vô. Rồi lửng phối nha, lửng phối này 65kg trở lại. Đó phối màu. Sáu lăm ký trở lại. Rồi ghi một tí lửng lá tim. À lửng phối, lửng đỏ tim. Lá tim chốt rồi, lửng đỏ tim. Rồi 62 ký cho là lửng đỏ tim nha. Tim này hình trái tim á. Rồi không có sai Đoàn Thị Trấn. Hà Trần lửng đỏ tim. Rồi không có lửng đen Hoàng My. Lửng đỏ tươi cả nhà 55 ký cho là
Rồi ghi em tiết lẫn đỏ tươi 55 chứ chưa. Rồi lẫn đỏ tươi 55 chứ chưa. Rồi chốt đơn tiết lẫn đỏ tươi nha, 55 chứ chưa. Rồi lẫn hồng da 55 chứ chưa. Rồi ok Hà Trần đi đơn cho Hà Trần. Rồi cái này 40 cái chứ lên 55 cái chứ. Rồi chốt đơn tiếp lẫn hồng da nha. Rồi lẫn đỏ chữ này cũng 55 cái trở lại luôn. Rồi lẫn đỏ chữ cũng 55 cái trở lại luôn nha. Đó đẹp nè. Rồi không có em Đoàn Thị Trấn không có em ơi. Rồi lẫn đỏ chữ 40 cái trở lên 55 cái. Lẫn hồng da. Rồi lẫn đỏ tươi. Rồi 10 phút nữa tiết nghỉ nha cả nhà ơi, chốt đơn giùm tiết đi nha. Rồi lửng tím 62 ký trở lại. 45 ký trở lại, 62 ký trở lại. Rồi ghi một tiếng lửng tím nha. Dễ thương quá nè. Rồi mã của mình là lửng tím nha. Dài chỉ còn áo sọc quần màu. Áo sọc quần màu. Lửng tím nha Ngọc Ngoan. Rồi ghi cho đến lửng tím 2. Lửng tím 2 hình tiếp nha. Rồi 45 cái trở lên, 65 cái trở lên. Rồi dài tím còn sót bộ này nha, 65 cái trở lên. Rồi dài 130 nha. Rồi dài tím nha. Rồi dài tím. Rồi lửng xám 45 ký trở lên, 65 ký trở lên. Rồi dài tím cho Hà Trần 130. Rồi lửng xám. Quá xinh luôn. Lửng xám có cái nền 45 ký trở lên, 65 ký trở lên. Rồi lửng xám xanh lá chị mặc hết rồi em. Huyền Phạm lửng xám. Lửng xám chuột 45 cái trở lên, 65 cái trở. Rồi lửng xám chuột. Lửng xám chuột. Rồi dài đỏ luôn 63 chứ cho lại dài đỏ. Rồi 63 chứ cho lại dài đỏ. Không đổi không xả cả nhà ơi. Dài đỏ cái Hà Trần 130. Lẫn xám chuột. Rồi lẫn xám chuột. Lửng xanh nhỏ 55 cái chưa ạ. Lửng xanh nhỏ 55 cái chưa ạ. Rồi lửng phối 55 cái chưa ạ. Lửng phối 55 cái chưa ạ. Rồi lửng phối.
Rồi chị Thiên Nhãn thì lúc nãy giờ mã chị không có đúng nha, chị không có chốt hàng được cho chị nha. Rồi lửng đen sọc 60kg cho là lửng đen sọc. Rồi lửng đỏ chữ 60kg trở lại, 45kg trở lên, 60kg trở lại. Lửng đen sọc út hoen, lửng xám chuột chị đổ hoa. Rồi ghi cho em lửng cam 62kg cho là. Rồi ghi cho em lửng cam. Dễ thương quá này. Rồi lửng cam, lửng cam. Rồi ghi giùm em nha, mã lửng cam. Hai trần lửng cam, ok. Rồi tiếp tục giùm em. Còn mấy bộ đó em like rồi em nghỉ nha. Rồi đây là bộ dài đỏ nhỏ là 55kg cho là. Dài đỏ nhỏ 55kg cho là. Bộ này dài nha. Rồi dài đỏ nhỏ 55kg cho là. Rồi lửng xanh chữ 62kg cho là. Lửng xanh chữ. Tu gì? Tu ni chân. Có không? Chân đó. Tu ni chân hả? Chân đó. Có giấy không? Mà hỏi sao nhớ. Lửng xanh Nguyễn Yến. Rồi giữ một like ngày mai thôi em ơi, bên chị không có giữ hàng lâu được nha em gái nha. Bộ mặt hết rồi thấm phan. Rồi em nghỉ mấy chị ơi, ai đi đơn bán em luôn nha, khách cũ khách mới ngày mai em gọi hết. Rồi vậy nào khách cũ là bên em có lưu địa chỉ rồi, có muốn đi đơn thì nói em gửi luôn. Còn lại khách mới ngày mai em sẽ gọi hết. Tại khách mới là không có địa chỉ, phải gọi mới là xin thông tin được. Rồi báo giùm em nha. Rồi ok ok Hà Trần. Rồi nãy biết có thấy mình. Chị Thi Nhãn điện thủ chị ơi, chị sai mã không à, em đâu có chốt cho chị được. Đặt hàng em đọc mà chị không có ghi đúng mã gì hết. Mấy chị phải ghi đúng mã để em biết mình lấy đúng đồ, chứ bây giờ mấy chị cứ ghi theo ý mấy chị rồi em đâu có dám lấy hàng đâu. Nghe mua hàng phải chốt đúng mã mấy chị. Nguyễn Yến đi đơn, Út Khoan một bộ ok. Lửng hồng sen áo sọc là nào. Rồi tạm biệt cả nhà.